chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh ăn cơm với thịt luộc gói bánh tráng cô chú anh chị ơi. Linh sáng Linh mua thịt luộc với phèo về Linh luộc nè. Rồi Linh cuốn bánh tráng chấm với nước mắm chua ngọt. Ít rau sống với dưa leo với cà. Một chén cơm. Sáng Linh đi chợ Linh quên mua bún luôn cô chú anh chị. Về khúc rồi cái Linh nhớ lại mua bún với bánh tráng, cái Linh không có quay lại làm biến quay lại luôn cô chú anh chị. Ở nhà còn mấy miếng bánh tráng nè, Linh sẽ ăn mấy miếng bánh tráng này luôn. Bánh tráng để nóng dài nó cũng còn dẻo nè. Linh mời cô chú anh chị ăn trưa cùng với Linh nha. Làm ra rồi có cô chú anh chị đổ mồ hôi cho quên mua bún. Bún có bún gói mới ngon. Đi chợ chưa quá cô chú anh chị, bữa nay xin đi chợ chưa quá nè nên thịt đồ hết thịt ngon rồi, mua miếng thịt cũng nhiều mỡ quá nè, cái da nó để lên nên bỏ cơm lên. Chở tới trưa luôn thì hết thịt ngon luôn. Chấm nước mắm chua ngọt. Đâu là không làm thịt luộc cuốn bánh tráng này làm ngon. Cái gà Linh thích ăn da heo lắm. Có mấy miếng bánh tráng có dưa leo nhé. Em thích ăn cái lá tía tô này lắm. Mình mua rau thì mua lá tía tô. Cái cà Linh hái ẩm gà mấy bữa à, để ngoài nó héo luôn. Linh hái là tính nướng ăn đó, để hẳn gài biết bao lâu mà chưa nướng mà để nó héo luôn. Nó hơi héo héo còn ăn được.
tháng. Mình xem kênh YouTube của bạn ăn lúa, ăn bánh chén cuốn ngon quá nên Linh thấy thèm. Linh đi chợ Linh mua thịt về Linh cuốn bánh chén luôn. Linh gấp lại làm hai Linh cuốn gì để nó gọn, để nguyên cái miếng cuốn gì nó dày quá, ủa nó dài lắm khó cuốn, mình cầm lên á dài quá khó cuốn, bẻ lại làm hai cuốn như dễ. Nó còn được cái cuốn ra hết luôn, còn được 4 miếng, làm 4 cuốn. Lá tía tô này nó thơm, lần Linh ăn không được, ăn được rồi ghiền luôn. Có mỡ mỡ gì là ăn không ngon. Lần này nó không xe điếu à. Nói lên luộc chân với thật. Ra nước đục. Nãy tính lễ lần này luộc sao rồi. Một cái bỏ thịt vô hỏi cái quên bỏ cái lần vô luôn.
Ngon không? Video Linda chia sẻ bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại. Cô chú anh chị xem video của Linda, thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nghe. Cô chú anh chị, video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.